một cái tư duy là các bạn biết mong chờ ai đó giúp mình. Ý như là bố mẹ sinh ra ta, bố mẹ phải có trách nhiệm lo lắng cho ta hết vậy. Hoặc là chúng ta mong chờ nhà trường phải hỗ trợ ta ra khởi nghiệp, rồi chúng ta luôn đó để chính phủ phải hỗ trợ cho chúng ta ra khởi nghiệp. Chúng ta cứ nghĩ rằng là cần phải ai đó có trách nhiệm giúp mình. Tại sao chúng ta lại có cái tư duy đó mà chúng ta lại không có tư duy ngược lại? Là tại sao mình không tự giúp mình nhỉ? Chúng ta cứ mong chờ ai đó và cứ mong chờ hoài rồi nó không có, rồi bắt đầu đi đổ thừa. Ok chưa? Vậy thì các bạn mình cũng đã từng nói như vậy rồi. Mình cũng đã từng trách ba mẹ mình rất là nhiều rồi. Trách hoài rồi cứ có đâu, thôi không thèm trách nữa. Mình đã từng trách là những cái năm tháng mình bước chân vào Sài Gòn mà mình không có được cái chiếc xe đạp, mình trách ba mẹ mình tại sao gia đình mình nghèo vậy á. Nhưng mình trách hoài rồi cuối cùng mình cũng đã có chiếc xe đạp thôi. Thôi thay vì dành thời gian đi trách thì các bạn biết làm gì không ạ? Lao ra đi làm, đặt lên cái hạch mục tiêu là phải có được cái chiếc xe đạp, là lần đầu tiên trong cuộc đời mình vào Sài Gòn mình đi giày kèm và mình mua được cái chiếc xe đạp cho chính bản thân mình. Chúng ta lại có cái tư duy là tại sao nhà trường không hỗ trợ cho chúng ta. Các bạn biết không, bây giờ chúng ta nhìn lại, nhà trường đã hỗ trợ cho chúng ta rất là nhiều rồi các bạn. Khi các bạn có tư duy lại thì không ai hỗ trợ cho bạn đủ hết. Nhà trường đã giúp cho chúng ta học hành 4 năm trời ở nhà trường rồi, bây giờ các bạn đòi hỏi gì nữa? Rồi các bạn cứ hỏi tại sao chính phủ không giúp cho chúng ta? Nếu chính phủ không giúp cho chúng ta thì làm sao đất nước chúng ta an ninh được? Các bạn hiểu không? Làm sao có đường xá cho chúng ta đi? Các bạn đòi chính phủ lập công ty ra cho bạn rồi đưa cho bạn lên làm giám đốc mà. Nó không có cái chuyện đó đâu. Chúng ta phải gì ạ? Chúng ta phải biết rằng chúng ta muốn cái gì. Hồi kia mình biết rằng mình muốn cái chiếc xe đạp thì mình lên cái hạch để mình đạt được cái chiếc xe đạp đó. Các bạn phải biết rằng các bạn muốn ra làm kinh doanh, các bạn muốn ra khởi nghiệp thì liệt kê ra chúng ta đang thiếu cái gì và chúng ta phải từng bước để thực hiện ra được cái điều đó. Chúng ta không thể trông chờ vào người khác được. Nếu chúng ta cứ trông chờ thì nó mãi lâu lắm. Và cái nguyên tắc ở cuộc đời nó hay lắm. Vũ trụ luôn ban thưởng cho những người hành động. Bạn luôn nhớ cái câu này là mình nghiệm ra được trong cuộc đời của mình. Vì sao? Khi các bạn ngồi chờ không ai giúp bạn đâu. Nó rất là kỳ lạ vậy đó. Tuy nhiên chuyện gì cái điều kỳ diệu ở chỗ nào Nó rất là kỳ lạ. Khi bạn ra làm thì rất là nhiều người giúp. Các bạn cái bí mật là chờ không ai giúp đâu. Bạn cứ mong muốn người ta giúp, người ta không giúp đâu. Các bạn đi năn nỉ họ giúp, họ cũng không có giúp đâu. Tuy nhiên các bạn biết không ạ? Kể cả nhiều người hay thách nhà nước, hay thách chính phủ chứ gặp mình mình thấy nhà nước chính phủ hỗ trợ mình hoài hết trơn Cái ngày đầu tiên các bạn biết không? Cái ngày đầu tiên mình đi thành lập công ty á, cái đây 20 năm trước các bạn biết có biết gì không? Lên sở cái đầu tư có biết đâu, ngồi lại thì mình tới cái phòng thông tin mình hỏi cái gì họ cũng giúp mình á. Họ mình hồi đó họ tư vấn mình là lên thành lập cái công ty loại hình gì. Rồi họ về họ nói mình lên Google tìm hiểu đi. Mình cũng về mình tìm hiểu. Rồi mình có giấy phép rồi cầm ra cái hàng đó, mình nhớ nhất là cái ngày mình cầm ra được giấy phép thì nó không có con dấu, mình cứ tưởng là có giấy phép là có con dấu chứ. Bây giờ nó còn một cửa một dấu, có giấy phép đâu dấu, họ đó không có dấu đâu. Mình nói nó có dấu đâu, họ nói là đi qua phía bên công an. Thì qua phía bên công an, rồi công an họ cũng hướng dẫn mình, họ làm cái bạn giống mình thấy là nhà nước giúp mình rất là nhiều thứ. Nó rất là kỳ lạ ở chỗ đó. Tức là càng hành động, càng làm thì càng được nhiều người giúp, càng ngồi chờ giúp thì lại càng họ không có. Nó là may mắn. Và cái điều tuyệt vời này nó chỉ đến cho những người mà họ tự biết giúp họ. Mình hay nói một câu rằng cái cách duy nhất để người khác giúp mình là mình không để cho người khác giúp mình. Cái cách duy nhất để bạn giúp được người khác là bạn phải trở nên giỏi và tốt hơn người khác. Hay một nói một cái câu khác, cái cách tốt nhất để giúp người nghèo là chúng ta không được nghèo. Đó là cái mà mình muốn gửi đến các bạn rằng là chúng ta đừng có than trách bố mẹ mình tại sao bố mẹ mình không giúp mình. Chúng ta đừng có than trách người thân của mình. Các bạn ra làm khởi nghiệp, các bạn không có tiền, các bạn đi gặp người thân của mình, các bạn đòi mượn vốn mà bố mẹ người thân không cho mượn vốn, các bạn đổ thừa tại sao người thân không giúp mình. Các bạn ra khởi nghiệp mà nhà nước yêu cầu phải báo cáo thuế đâu đó là đầy đủ, các bạn trách là tại sao nhà nước làm khó dễ bạn. Không có đâu, nhà nước đang khó là giúp cho bạn. Hãy tuân thủ luật pháp, làm ăn đúng.
người thân không giúp bạn, bởi vì người thân nói rằng hãy ra kiếm tiền đi, đừng có ỷ y. Bố mẹ thì giúp bạn nhiều lắm rồi, nuôi bạn lớn nữa rồi, đã tới lúc bố mẹ nói rằng là bạn phải trưởng thành đi. Nhưng mà bố mẹ không nói cái câu đó thôi, bố mẹ nói ra ngoài tự làm đi. Trong cái cuộc sống mình, trong những năm tháng mình nghiệm ra một điều rằng là cái cách, một trong những cái cách mà tuyệt vời nhất là mình phải tự giúp mình thay vì trông chờ vào người khác đó giúp mình. Một trong những cái cách mà rất là tuyệt vời nữa đó là thay vì mình giúp được nhiều người khác là không còn nghèo nữa thì là mình không được nghèo. Cái đó là cái trải nghiệm của mình. Một trong những cái cách mà chúng ta có, thay vì trông chờ vào người khác giúp mình thì chúng ta phải tự giúp mình. Cái đó là cái cách tốt nhất, là chúng ta tự giúp mình thay vì chờ nhiều người khác giúp mình. Một trong những cái cách mà chúng ta giúp được nhiều người khác là chúng ta giúp mình tốt hơn, và chúng ta phải có năng lực giúp cho nhiều người khác tốt hơn. Và một trong những cái cách mà giúp cho nhiều người không còn nghèo nữa là chúng ta không được nghèo. Cái đó là cái trải nghiệm cuộc sống của mình.